Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong xe đấu thứ ba. Trận thứ hai xe đấu thứ ba thôi. Mỗi trận này nằm ở góc 11 giờ. Rồi trận này xem Mạnh Hào. Đây là màn hình máy của Mạnh Hào. Trận đấu gần góc 3 giờ dừng thừa. Thấy luôn dừng rồi. Khả năng cao là có đôi voi gần nhà lắm đấy. Thấy quả rồi, cho một dân ăn luôn. Cố tìm đến đôi voi để có thể đánh bài tàu. Nhưng mà cũng có mấy cái gỗ gần nhà có thể đánh bài tàu hoặc đánh bài Việt tùy. Rồi như vậy anh đóng gờ cũng được. Hai rừng dừa quanh nhà luôn. Anh Hào đang cho một dân đi dò nhưng chưa thấy gì. Toàn rừng dừa quanh nhà Mạnh Hào thôi. Nhà mỗ thì có rừng đẹp. Đây mới là voi của anh Hào. Vâng, chỉ có một con voi cô đơn thôi, không phải là một đôi voi thì anh Hào. Cố mà đánh thôi, biết làm nào bây giờ. Con voi đầu tiên của anh Hào. Với speed 1.5 như thế này thì đánh rất là thoải mái. Có điều là tôi cảm thấy buồn ngủ lắm. Hai bầy hiêu bên ngoài thì anh Hào rồi. Anh Hào đang cúa lùa bầy hiêu này thì có thể có vị trí đặt S đẹp. Khả năng cao sẽ đặt S đầu ở đâu? Ở đây. Nhưng mà S đầu ở đây thì xấu quá. Thôi, đóng S đầu rừng dừa vậy, không sao cả. BS rồi cho Mạnh Hào. Chuyển sang máy của G-Mỗ. Mỗ có S lâu rồi. Anh đánh bài tàu mà. Bây giờ bắt đầu đóng BG để cho G-Mỗ. Vẫn đang đi dò có đồ ăn gì không? Có quả phụ chưa? Hả? À, đang tìm có bầy hươu bên ngoài thôi. Chưa thấy thêm gì cả. Rồi đi ăn hươu đi. Trận đấu này thì mình nghĩ là Mỗ vẫn sẽ đánh chém như thường lệ thôi. Còn Mạnh Hào thì đánh cung. Chứ anh Mỗ mà đánh cung thì khả năng thua lên con số 90% rồi. Đây là thôi. Để khi khác. Đây là bầy hươu dành cho G-Mỗ. Nhưng anh không có quả phụ trận này. Dân vẫn đang đi dò rất nhiệt tình nhưng chưa thấy quả đâu. Bắt đầu đi lập lô và thấy bầy hươu bên ngoài. 23 dân. Chưa thể kích đời ngay. Sẽ kích đời sau ít phút. Thực khá yếu rồi cho Mỗ.
Anh bắt buộc phải ra ăn bầy hươu này rồi. Đang cố đi tìm thêm một đồ ăn nữa. Sát nhà ai? Thông tin báo về là sát nhà ai đó. Màu 6 ít vua. Ăn bầy hươu 4 đến từ bộ. Bài rất xấu thì cầm xem này. Hơi tù. Cố gắng đi dò thêm nhưng không thấy gì. Không ai chết dần. Vâng, đây bãi quả người cầm màu 6. Gặp vua ít vua mặt này. Và hãy cùng xem là mỗi sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu này. BM và đây là BL. Đóng gần bãi quả an hoang của màu 6 luôn. Như vậy màu 6 lên đời sớm hơn mỗi tí xíu. Chốt e xung quanh bãi quả cho không cho dân ra ngoài đi. À không, không được. Đem BG bò xong cái chỗ đấy thì cũng mệt người. Ăn vàng không thần. Chọc dân của game thủ ít cua. Ăn dân lẻ bên ngoài trước. Cua cũng đã có giỏ. Có thì chạy thôi. L2 đi. À không, bây giờ mới đi ăn vàng. Tôi tưởng anh ăn vàng rồi, bây giờ mới ăn. Đối đầu giò với nhau. Vàng của mỗ dồn lên hơi chậm nhá. Màu 6 giò thủ toàn tập, anh Hào thoải mái lên. Đây là những khu vực ăn hoang đến từ cặp màu 6. 1P dành cho mỗ. Đánh rất lì. Đánh rất lì cho mỗ trong trận thiếu này. Đóng e đi. Kích bánh xe xin 1P. Nhưng đang chưa đủ gỗ đóng e. Đóng luôn đấy cũng được, đóng luôn bãi gỗ cũng được. Đóng đây cho nó lại chọc vào lại không xây được. Rồi, chưa có bánh xe thì nó bộ. Dân là phải chạy bãi gỗ bo chưa. Rồi, đã bo được bãi gỗ rồi. Còn đây là bãi vàng. Có bánh xe rồi. Kìa vào chém thẳng luôn. Không được. 25/36. Dắt phù lên. Không biết có thủ phù hay không. Nó bắt đầu dắt dân lên rồi. Công phủ đến từ cầu bộ. Sau khi đó đây là game thủ Mạnh Hào. Tham lại 43/44. Bắt đầu đi quân đi rồi. Anh không bị ai chọc vào từ đầu đến cuối. Và đây là nhà của game thủ không được khóc. Màu 6 có hiện tượng tạt sang đây nhưng không tạt được. Mạnh Hào vẫn đang là 4A đều. Cùng chuyển sang máy của game thủ mỗ nào. Mỗ tham lai 24/48. Công phủ. Đây nháy vua phủ đi. Và phủ chưa hồi mana. Bắn đi anh Hào ơi. Ôi đây nhà khóc này. Nhà khóc xấu thế. Làm có lạc đà nữa nào. Vua lại đen mất con lạc đà này. Mỗ sang tận nhà của khóc để ăn hoang luôn. Anh Hào đẩy sang bắn phù của game thủ ít vua. Tạm lại là 52/64. Bị lọt nhà một tơn bởi hai con lạc đà bên phía đối phương.
nâng cấp chặt gỗ hai không, đây là ba lạc đà và một ngựa giò, hết sức nguy hiểm trong những tình huống như thế này. Vẩy e để bắt. Và như vậy là bắt hết những con lạc đà đến từ cái thủ ít vua đi. Rồi. Và vẩy e tiếp đến từ anh Hào. Nào vua như nào đây em? Chặt gỗ hai cho anh Hào ơi. Rồi giải quyết hai con lạc đà này xong. Hơi mất tay thủ nhà một chút xíu. Trong đó mỗ vẫn đang công phù lên nhà của ít vua. Phù được rất nhiều lạc đà của đối phương. Đưa thêm lạc đà lên nào. Ít vua thì không có phù trong trận chiếu này. Vua có dám ra không? Vua đen ra thì làm hai con lạc đà nữa cho nó mát. Nó đen rồi kìa. Rồi mình xin vào đây. Vua đang hơi bất lực trong bài đấu công phù đến từ game thủ mỗ. Và bây giờ Khóc đang phải sang để cứu ít vua trong tình huống này. Bắn đi anh Hào ơi. Anh Hào tiếp tục phù đỏ dành cho game thủ G mỗ. Lao vào đi. Vâng, như vậy là Mạnh Hào bên kia đang bị ốp. Đây là Mạnh Hào. Khóc vào nhà BA của Mạnh Hào nhưng không thể nào ốp được trong tuần này. Không thể ốp được đến từ game thủ không được Khóc vào nhà Mạnh Hào. 49-92 là tham gia hiện tại của Mạnh Hào. Và đang thủ trước những tấn công đến từ game thủ không được Khóc là rất rát. Tốt rồi. Tăng A đến từ anh Hào. Đục đi. Điều quân này. Vâng, mỗ sẽ đục vào nhà Khóc trong tình huống này. Đây là mỗ. Vào đi kìa. Dí sâu vào. Khóc bị lọt nhà trong tình huống này. Với những con lạc đà đến từ người cầm xe game thủ G mỗ. Vâng, kỹ thuật viên mỗ thì đúng hơn. Kỹ thuật viên G mỗ tiếp tục đục ruộng. Và ngoài trái bên trong nhà Khóc nào. Khóc không để ý này. Không, Khóc để ý rồi. Và tiếp tục đục mặt này. Ở đây có bãi quả để mỗ có thể ăn hoàng. Chạy đi. Và mồng 6 bây giờ công phù lên nhà mỗ nữa. Kinh rồi. Và bây giờ công phù. Chạy con giò đi, giữ con giò bên ngoài. Vâng, chọc đi. Rồi, màu 7 mất ruộng chính. Bay ruộng chính đến từ game thủ không được Khóc. Với những tình huống chém đến từ G mỗ. Nhà màu 6 đang đánh kìa. Vẫn tiếp tục là những con lạc đà ngoáy cháo bên trong. 5 con cung lờ này của Khóc thì chém luôn, không nói nhiều. Vâng, đừng nghĩ nhiều Khóc ơi. Chém luôn đến từ mỗ rồi. Vâng, tham 22 thôi. Mạnh Hào có dí lên nhà Khóc luôn không? Đây là Mạnh Hào. 61-92, dí lên nhà không được Khóc một tơn. Vẩy e để kim dân ăn ruộng của game thủ không được Khóc. Rất tươi cho Mạnh Hào. Đây là nhà BA của Khóc rồi. Và Mạnh Hào tham 61-92, nhà rất xấu. Nhưng anh biết cách cơ cấu để có thể giành chiến thắng trong trận chiếu này. Bắt quân của Khóc ở bên ngoài. Và chú ý bắt quân. Mỗ chú ý ngoáy cháo trong nhà đi. Mỗ phải ngoáy cháo trong nhà của game thủ. Vâng, không được Khóc để cho Mạnh Hào có thể về bắt quân ở nhà. Quân của ít vua đẩy lên. Rất khó chịu với những tình huống đi quân của ít vua. Bắt hết tờ này đi. Vua định chạy ra nhưng ai cho ra em ơi. Không cho nó ra. Không cho nó thoát trong tình huống này. 59-108. Bắt hết những con quân đến từ game thủ ít vua. Và phải nhanh như điện đến từ Hào. Ra lại ruộng. Cơ cấu lại nào. 8 line bên mình đang bị đi. Màu 6 bắt đầu khỏe hơn mỗ rồi. Bây giờ Mạnh Hào phải đẩy. Phải đẩy được Khóc cơ. Bài Hào xấu quá. Ôi đẩy quân đi, đẩy tắt đi. Làm tơn tổng lực trong phát này. Mạnh Hào sẽ làm tơn tổng tấn công vào nhà game thủ không được Khóc. Ở nhà thì vẫn đang bị ngoáy cháo như kệ thôi. Giờ chịu rồi. Bị đục kìa anh Hào.
tôi còn to đấy, thì mạnh hào đẩy sang nhà khóc. Đây là nhà bè khóc, mỗ lọt vào đi. Khóc đang mất tay thủ nhà. Rồi mạnh hào tràn được nhà bè khóc rồi, chú ý ở nhà anh hào ơi. Rồi chiếm được nhà bè không phải khóc, khóc dường như toàn dân không có quân, đang không thấy quân khóc đâu, hơi dị. Đây chỗ nhà bè không? Không, có một tên đi ảo đi khóc vào nhà Hảo. Rất dị. Hảo phải vừa thủ nhà vừa đi công. Vẫn đang cố gắng để có thể bắn quân của Khóc. Và dưới này thì bị Khóc đục vào rồi. Khóc nở quân ra bị xúc ngay. Đây là quân của hình thủ không được khóc. Anh Hào vẫn thủ tốt. Khóc chạy vào chỗ này là chỗ chết rồi. Cái mặt này thì lại bị vào. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho Khóc và In Vua. 2-0 trong trận đấu thứ 3 và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi của Mỗ và Hào trong trận đấu thứ 3 này. Bài đấu mà Mạnh Hào không có dừng.